thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 và kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Quang đã phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật Sunny tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn tiến trình tổ chức các sự kiện lễ hội trong trường mầm non. Tham dự có các đồng chí Phan Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Quang Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, lãnh đạo chuyên viên Phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn đồng chí nguyễn thái hòa phó trưởng phòng phụ trách phòng giáo dục đào tạo huyện nhấn mạnh việc tập huấn những kỹ năng làm mc dẫn chương trình là rất cần thiết cho cán bộ giáo viên trong các trường học nói chung và bậc học mầm non nói riêng chính vì vậy yêu cầu các đồng chí học viên nghiêm túc tiếp thu các nội dung và mạnh dạn trao đổi với giảng viên những vấn đề cần thiết vận dụng tốt kiến thức từ lý thuyết vào hoạt động thực hành để áp dụng vào đơn vị mình, giáo dục các em về kỹ năng sống, văn hóa ứng xử, tự tin giao tiếp, tiếp xúc với đám đông, giúp các em phát triển toàn diện. Trong thời gian 2 ngày, hơn 80 cán bộ quản lý và giáo viên bậc học mầm non trong toàn huyện được MC Trần Đô, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An truyền đạt những kiến thức cơ bản về dẫn chương trình, các hoạt động gắn kết dành cho giáo viên, kỹ năng tổ chức trò chơi, tìm hiểu về bộ môn MC, những kỹ năng cần có để trở thành MC, lợi ích khi trở thành MC. Phân loại về giọng nói, giọng nói ngũ hành, các bài tập về luyện hơi và phát âm, thay đổi giọng nói, định hình phong cách trên sân khấu, ngôn ngữ hình thể, cách lựa chọn trang phục, các tình huống trên sân khấu, kỹ năng viết kịch bản. Cùng với đó cán bộ quản lý và giáo viên còn được hướng dẫn thực hành phương pháp, kỹ năng dẫn chương trình và thực hành dẫn một chương trình trên sân khấu. Dẫn chương trình là một khâu hết sức quan trọng nhằm rèn luyện sự tự tin, kỹ năng thuyết trình, khả năng nói lưu loát trước công chúng có yếu tố mang tính chất quyết định tính hấp dẫn, chất lượng và hiệu quả của giáo viên mầm non khi tổ chức các chương trình hoạt động trải nghiệm, sự kiện, lễ hội trong trường học. Tại lớp tập huấn lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Vũ Quang cũng đã yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới thực hiện tốt văn bản số 42 ngày 22 tháng 1 năm 2024 về đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. Phát huy hiệu quả chuyên đề hướng dẫn tiến trình tổ chức các sự kiện lễ hội trong trường mầm non, tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống qua các hoạt động vui chơi và các trò chơi, tổ chức các hoạt động xuân yêu thương tạo sự vui tươi đầm ấm cho trẻ, chia sẻ yêu thương với những trẻ hoàn cảnh khó khăn, tăng cường các điều kiện đảm bảo phòng chống rét cho trẻ, thường xuyên theo dõi cập nhật thời tiết để điều chỉnh thời gian tổ chức các hoạt động cho phù hợp, hạn chế tổ chức các hoạt động ngoài trời nếu nhiệt độ dưới 10 độ C, cho trẻ nghỉ học và báo cáo về phòng giáo dục và đào tạo huyện.